Sáng nay giao ba ca sĩ cho anh em lớp nhạc nha. Đây, một cây đi rồi cây này với cây này nữa. Thì đèn rẻ là đi nhanh thôi anh em. Mùa này bán rất là chậm nhưng mà đi được là do bán rất là rẻ ha. Mình đang còn khoảng sau khi chở ba cái này xong còn khoảng mười mấy cây nữa nha mọi người. Kawa, Yamaha rồi cũng có, dùng lại có luôn ha. Còn khoảng mười mấy cây nữa thì mình sẽ sell hết cái khu này để mà cuối tháng này là để chuẩn bị về công mới cho anh em. Rồi còn khoảng mười mấy cây. Anh em lớp nhạc mà có cần đàn thì lấy cái thời gian này thì rất là ok luôn anh em. Giá rất rẻ luôn, chủ yếu là để cho nó được việc á mọi người. Lớp nhạc lấy thì giá bao êm luôn ha. Cả cá nhân nào cũng được. Cá nhân mà muốn mua mua lẻ mà có giá tốt á, đảm bảo nó tốt hơn ngoài thị trường hơn giá bán lẻ cả chục triệu trở lên luôn á anh em. Anh em cứ nghiên cứu thoải mái nha. Cứ liên hệ Vinh coi đàn xong so giá thoải mái, bao so giá toàn quốc luôn. So với giá rẻ thì Vinh bán rẻ hơn trên thị trường các trang mạng là khoảng hơn chục triệu luôn anh em. Cứ nghiên cứu thoải mái. Đây dòng lạ ha, da Kawai và Yamaha đồ cũng có luôn nha. Đó, Kawai còn nhiều nè. Thì mấy anh Kawai đồ này nọ thì Vinh xả ra đó bằng bằng giá với lại người ta bán những cái dòng lạ thôi anh em. Xả ra bằng cái giá lẻ anh em đi cầm cái tiền đó anh em mua cái dòng lạ bên ngoài thôi. Thì cái thời gian này nè nha, chỉ có thời gian này thì Vinh bán Kawai nè. Thì nó bằng giá những cái dòng lạ bên ngoài luôn. Này bóc cái này luôn đi cho nó gọn trước nữa nè. Giờ chạy thẳng qua đó luôn hả mấy anh? Xe thường 5 chỗ luôn mà, xe đó mấy chỗ? Năm cây chứ quên, nói 5 chỗ, xe thường thấy chở 5 cây. Rồi, đó ha, còn ở trong phòng cũng mấy cây nữa anh em. Tại vì anh em biết đó là Vinh là bán ở nhà của mình luôn ha. Bán tại nhà mình luôn, không có thuê kho bãi và không có thuê nhà thuê gì luôn, nên giá đảm bảo cực kỳ cạnh tranh cho anh em luôn ha. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, ưu điểm là giá cạnh tranh ha, ở nhà của mình không có tốn chi phí gì hết. Nhưng mà một cái nhược điểm là do là cái nhà cho nên không phải cái kho rộng lớn, không không cũng không có thuê nhiều bãi hoặc nhiều nhiều kho, nhiều cửa hàng, cho nên là khi mà về hàng đó mọi người thì nó rất là thiếu chỗ để. Đó, cho nên là sau cuối mỗi công đó là thì Vinh sẽ xả lô hàng để cho nó gọn để chuẩn bị về cái công mới á mọi người. Đó ha. Thì Vinh sẽ xả rẻ lại ha. Thì như anh em biết thì có khi bán lỗ cũng có nhiều người nói ủa sao mua cây đàn hoặc là mua cái guitar bán lỗ. Nhiều khi anh nói guitar có nhiều người cũng nói sao Vinh kêu bán lỗ, cái đó là bán lỗ. Thì anh em bán sỉ thì mới hiểu ha. Anh em bán đồ mới á thì chắc chắn là không có lỗ đâu, tại vì anh mua 10 đồng thì bán 11 12 đồng mà cái đồ mới thì nó có giá hết rồi. Với vậy giá thị trường nó dễ hết rồi, anh em là bán lời thì nó rõ. Còn mua cái đồ cũ á, đồ second hand đó ha, thì anh em mua lô mua mù nữa mọi người, có khi lỗ có khi lời, hoặc có khi là anh em mua cái lô đó nó có dòng cao dòng thấp thì anh em bán lời những cái dòng cao rồi, thì cái dòng thấp những cái dòng chung thì anh em bán lấy vốn hoặc bán lỗ một chút cũng được, kéo qua kéo lại ha. Đó. Rồi cái cuối. Có địa chỉ dán lên cây kia nữa nha, ba cây chung chỗ á. Rồi. Rồi cảm ơn nha.